mua trường thi đấy đó. Đó là nói là cứ là đến nhập vào kết sao mà tôi sẽ đi thăm mà đến xong đó thì về rồi thì tôi thì họ nhóm xong đó thì các thành viên trong nhóm thì mong cho rất là vui mừng. Mà hôm nay đến rồi đúng không? Thay đến rồi thì không phải là hai chị em thay mặt nhưng mà các thành viên cũng thay mặt. Hứa thì phải đến đúng không? Yeah. Tôi hứa hai việc thôi. Một tôi sẽ hỗ trợ 100 triệu đúng không? Cô này hôm cô chỉ bảo là bao nhiêu 70 triệu à đúng không? Nhưng mà tôi hỗ trợ 100 triệu luôn. Đây vâng, mà tiền của nhà nước. Nhưng nhà nước là cho phép tôi được làm những việc như này. Nó là nhân tố mô hình như này.